Cả lớp đang ngồi học thì bất ngờ trên màn hình TV phát trực tiếp việc một nữ sinh đang bị nhốt trong lồng kính. Muốn giải cứu cô ấy, tất cả phải trả lời được câu đố mà một kẻ bí ẩn đưa ra. Chỉ chần chừ một chút là nước liền chảy ồ ạt vào trong, chẳng mấy chốc mà đã đầy. Cùng lúc đó, một nam sinh khác bị tóm lấy chân trong nhà vệ sinh và lôi lên bên trên. Kẻ bí ẩn cũng cảnh báo không ai được phép chạy ra khỏi trường. Một thầy giáo không tin và đã nhận hậu quả ngay lập tức. Chuyện kinh khủng gì đang xảy ra? Cùng mình đến với bộ phim ngày hôm nay nhé. Hồi chuông tử thần được sản xuất vào năm 2008. Cảnh báo video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Ina mơ phải một giấc mơ rất kinh khủng. Nữ sinh xinh đẹp ở trước mặt cô ấy bỗng thay đổi sắc mặt và nở một nụ cười nham hiểm. Rồi thêm nhiều nữ sinh khác nữa cố gắng đuổi bắt Ina. Giật mình tỉnh dậy trong sự hoảng loạn, cô ấy nhớ ra mình sắp phải đối mặt với một việc còn kinh khủng hơn nữa, đó là bài thi cuối kỳ. Ai ai cũng đều tỏ ra căng thẳng khi bước vào trường học. Duy chỉ có anh chàng Kang Hyun vẫn giữ tinh thần thoải mái. Đi đến muộn, trèo rào, rồi còn chào hỏi vui vẻ với thầy giáo trong trường. Bắt đầu phát đề, ai cũng đang chăm chú làm bài thì bỗng dưng anh chàng Bom nhìn thấy một gương mặt quỷ dị xuất hiện trên đề thi. Cậu ta hét toáng lên, nhưng thầy chủ nhiệm Hoang Trang Gúc đi đến kiểm tra thì không thấy gì. Cho rằng cậu học trò bị áp lực thi cử quá nên mới sinh ra ảo giác. Nhưng khi đỡ Bom dậy thì thầy chủ nhiệm lại thấy những vết cắt trên tay cậu ấy. Bom nói không phải do mình làm mà là con ma kia làm. Cuối cùng buổi kiểm tra căng thẳng cũng kết thúc. Vài ngày sau, kết quả đã có. Danh sách 20 học sinh xuất sắc nhất trường cũng được công bố. Tất cả các học sinh đang tập trung để xem thì anh chàng Bom kia một lần nữa nhìn thấy hồn ma. Cậu ấy tưởng Ina là ma nữ nên lao đến bóp cổ. Rất may là các nam sinh trong lớp đã ngăn lại kịp thời. Và Bom được tặng một vé đi tham quan bệnh viện tâm thần luôn. Dù vậy, cậu ta đã nhanh chóng trốn ra được và quay trở lại trường. Một người bảo vệ đã phát hiện ra cậu. Bom một lần nữa nhìn thấy hiện tượng kinh khủng rồi la hét bỏ chạy. Ngày hôm sau, một lớp học đặc biệt được tổ chức với 20 học sinh ưu tú nhất của trường. Thầy chủ nhiệm thắc mắc vì sao đến giờ này mà Min Hee Yong vẫn chưa đến. Cô ấy chính là học sinh giỏi nhất trường. Tuy vậy, lớp học vẫn được diễn ra theo kế hoạch. Anh chàng Dong Hyuk vẫn như mọi khi vào đầu giờ học sẽ đi thu giữ điện thoại di động của các bạn và đem nộp về phòng giáo viên. Bỗng dưng từ nhà vệ sinh phát ra âm thanh gọi tên cậu ấy. Dong Hyuk tò mò bước vào và bị ai đó kéo trượt ngã. Sau đó lôi mạnh vào bên trong, ở dưới sàn thì be bét máu, cuối cùng là bị kéo lên trần nhà. Kang Hyun không phải là học sinh giỏi nhưng hôm nay được thầy chủ nhiệm gọi đến nhờ dịch hộ đống tài liệu bằng tiếng Anh vì biết anh ấy từng đi du học về. Lúc này tại lớp học, mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường thì TV bất ngờ nhiễu sóng rồi chuyển sang phát một video nữ sinh bị nhốt trong lồng kính. Đó chính là Hee Yong, cô ấy liên tục đập tay vào kính để cố gắng thoát ra. Ina thấy vậy, nhanh chóng chạy đến báo tin cho thầy chủ nhiệm. Một giọng nói vang lên, khiến ai cũng đều lo lắng. Người đó bắt tất cả phải tham gia vào trò chơi giải đố. Không giải được đồng nghĩa một người sẽ bỏ mạng. Và câu hỏi cũng như nạn nhân đầu tiên đang được phát trực tiếp trên màn hình TV. Hắn nhấn mạnh đừng nghĩ đến việc trốn khỏi trường vì kết quả nhận lại chỉ là cái chết. Vừa dứt lời thì nước đã ồ ạt được bơm vào trong lồng kính. Mọi người định gọi điện thoại kêu cứu thì nhớ ra Dong Hyuk đang giữ tất cả. Điện thoại của ba giáo viên trong trường cũng bỗng dưng không mở lên được, dây điện thoại bàn thì bị cắt hết. Giám thị Lee cho rằng đây là trò đùa của Kang Hyun nên chạy đến cho cậu vài cái bạt tai. Hai bên mãi mê tranh cãi thì nước đã dâng lên đầy lồng kính, cuối cùng là Hee Yong bị chết đuối. Tất cả mọi người mới nhận thức được, đây không phải là trò đùa nữa rồi. Giám thị Lee mặc kệ lời hâm dọa kia, anh ấy quyết định sẽ chạy ra khỏi trường để báo với cảnh sát. Các học sinh khác thấy vậy cũng chạy ra theo mặc cho thầy chủ nhiệm Trang Gúc và cô giáo Choi hết sức can ngăn. Chạy ra đến cửa thì họ nhìn thấy giám thị Lee với dáng vẻ be bét máu loạng choạng đi ngược vào. Anh ấy nằm thoi thóp dưới sàn, cố gắng ra hiệu điều gì đó nhưng đã không thể. Không khí căng thẳng được đẩy lên cao hơn nữa khi mà một đoạn nhạc piano cùng với giọng nói kia vang lên. Hắn nhắc lại đừng cố gắng thoát ra khỏi trường. Rồi câu đố thứ hai được đưa ra, đồng thời tiếng gào thét của Dong Hyuk cũng vang lên. Cậu ấy nói mẹ mình đã làm việc xấu vì tham lam mà ra. Câu đố chính là hãy vào hội trường tìm ra những từ tiếng Hoa có liên quan đến tội lỗi và tham lam. Tất cả khẩn trương chạy đi tìm đáp án. Thời gian càng trôi đi, Dong Hyuk càng phải chịu sự tra tấn đau đớn hơn. Ina và thầy chủ nhiệm cuối cùng đã hiểu được câu đố, chạy xuống hối thúc mọi người cùng tìm. Tuy nhiên, thời gian đã hết. Thi thể nam sinh xấu số bị vứt từ trên trần xuống trong sự sửng sốt của những người còn lại. Rồi họ phát hiện thêm một học sinh nữa bị mất tích. Ina nhận ra sự trùng hợp ở đây và đã phát hiện ra thứ tự các nạn nhân bị sát hại chính là dựa theo thứ bậc học tập. Người bạn thân Myung Ho thứ tư và thứ năm chính là Ina. Cùng lúc đó, một nhóm học sinh bản tính sẽ quay về trốn ở ký túc xá. Các cô cậu lấy lý do đi vệ sinh rồi lén vào phòng bảo vệ lấy cắp chìa khóa, thành công mở cửa vào ký túc xá. Kang Hyun đang cố gắng an ủi Ina mà không nhận ra được đang có ai đó lấp ló ngay cửa quan sát họ. Hai người sau đó quay về nói cho thầy chủ nhiệm nghe điều mình phát hiện. Trang Gúc nhanh chóng tập hợp tất cả lại thì không thấy nhóm học sinh kia đâu. Vì trong nhóm đó có Myung Ho, sẽ là nạn nhân tiếp theo nên họ bắt đầu chia nhau ra đi tìm. Nhóm của cô giáo Choi đang đi thì bất chợt cánh cửa gần đó mở ra. Cô Choi theo phản xạ liền vung cây gỗ đang cầm trên tay về phía trước. Nhưng đó chỉ là chú bảo vệ đang đi xung quanh để tìm cách liên lạc ra bên ngoài.
Trời lúc này cũng đã tối, nhóm học sinh trong ký túc xá không dám mở đèn vì sợ sẽ bị phát hiện. Xung quanh tối đen, ai cũng run lên cầm cập thì bất ngờ ngoài cửa có ai đó ra sức đập liên tiếp vào cánh cửa. Họ đành phải mở đèn lên, những người bên ngoài thấy ánh đèn liền lập tức chạy đến đó. Cánh cửa ở ký túc xá bị khoét một lỗ to. Một nam sinh từ từ tiến lại gần thì bị túm lấy đầu lôi ra ngoài. Đèn cũng liên tục chớp tắt, đến khi nhóm của cô giáo Choi đến thì khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Hình ảnh man rợ cũng liên tục xuất hiện ám ảnh các học sinh. Phía bên này, nhóm của thầy giáo chủ nhiệm đến một căn phòng và nhận được câu đố thứ ba. Dựa trên các ký tự trên bức ảnh, tìm ra password để nhập vào máy tính. Một học sinh đoán ra đây là mật mã của điện thoại bàn. Cuối cùng ra được câu nói ngày xuân ấm áp, hãy nhớ hội trường. Đáp án chính xác nhưng vẫn không thể cứu được nạn nhân thứ ba. Đã vậy, trên màn hình còn xuất hiện một hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Bên chỗ ký túc xá, mọi thứ cũng dần trở lại bình thường. Cô giáo Choi gọi tất cả các học sinh tập hợp, tưởng chừng Mi Ung Ho đã bị bắt đi. Rất may, Ina đã tìm thấy cô bạn thân của mình đang trốn trong một góc giường. Nhưng một học sinh khác tên Su Jin thì không may mắn như vậy. Hai nhóm bây giờ đã gặp lại nhau, thầy giáo la dầy các em học sinh vì sao lại tự ý trốn vào ký túc xá. Rồi anh ấy nói ra đáp án của câu đố thứ ba cho tất cả nghe. Ina dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, cô nhắc đến tên của một nữ sinh, đó là Kim Ji-won. Một nữ sinh từng có thành tích học luôn xếp nhất trường và cũng là bạn thân của Ina. Ji-won đang quyết tâm học để giành được học bổng vì gia đình cô đang gặp khó khăn về tài chính. Nhưng cuối cùng, vào kỳ thi lần đó, cô ấy chỉ đứng thứ 6. Ji-won vì thế rất tuyệt vọng, đã chọn đến cái chết để giải thoát cho mình. Chẳng lẽ bây giờ, hồn ma của Ji-won quay về để hãm hại tất cả mọi người sao? Thầy chủ nhiệm quát lên, nói mọi người hãy dẹp bỏ suy nghĩ đó đi. Hình ảnh được chuyển qua Su Jin bấy giờ đang bị tra tấn, khắc chữ lên người. Rồi cô ấy bị bỏ vào cái máy giặt, kẻ bí ẩn kia sau đó bấm nút khởi động, Su Jin cứ thế mà xoay vòng. Thầy chủ nhiệm từ lúc đầu luôn tỏ ra bình tĩnh thì từ khi nghe thấy cái tên Ji-won lại trở nên nóng nảy. Anh ấy cầm cái cờ lê rồi nói sẽ đi tìm kẻ gây ra chuyện này. Nhưng Trang Gúc đã bị tấn công ngược lại, rất may chỉ bị sực nhẹ qua da. Anh ta tiếp tục đi tìm thì từ phía sau xuất hiện một bóng phụ nữ bí ẩn tấn công anh ấy, buộc Trang Gúc tìm mọi cách để chống trả lại. Cùng lúc đó, cô giáo Choi với Ina và Kang Hyun phát hiện ra câu đố thứ tư, họ suy luận rồi giải được câu đố. Tôi biết ai đã giết tôi, sự tức giận của tôi sẽ kéo dài, hãy đối mặt với sự thật. Tất cả câu đố và các đáp án đều liên quan đến cái chết và liên quan đến nữ sinh đã tự sát năm xưa. Ba người chạy lên cầu thang thì gặp thầy chủ nhiệm vẫn còn sống. Họ đã tìm thấy Su Jin nhưng lại trễ một bước, bỗng không thấy Ina đâu. Hóa ra, cô ấy nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ một căn phòng nên đi đến đó. Tại đây, cô đã gặp phải hồn ma của Ji-won, tuy nhiên, đó chỉ là ảo giác mà thôi. Lúc này, thầy chủ nhiệm mới thắc mắc làm sao mà kẻ bí ẩn kia có thể kết nối với loa của trường từ xa. Kang Hyun giải thích có thể kết nối với thiết bị hẹn giờ, rồi cắm máy MP3 vào micro, âm thanh sẽ tự động phát lên. Bốn người đi đến phòng phát thanh, họ phát hiện ra một sợi dây cáp có vẻ là nối đến chỗ của hung thủ. Tại nhà ăn của trường, vì đã trễ nên tất cả các học sinh đều ngủ thiếp đi, chỉ còn mình Mi Ung Ho là đang nghe nhạc. Từ phía sau, người phụ nữ bí ẩn kia xuất hiện và đã bắt cô ấy đi. Quay trở lại với Ina, cả nhóm đang lần theo dây cáp thì phát hiện ra bom núp gần đó. Cậu ta bất ngờ lên cơn rồi lao đến tấn công Ina một lần nữa. Kang Hyun cố gắng giải nguy cho cô bạn và bị bom đâm hai nhát dao vào người. Thầy chủ nhiệm lúc này mới lao đến nắn lại đầu của bom bằng một viên đá. Kang Hyun sau đó cũng đã chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Ina. Chưa kịp định thần thì tiếng nhạc piano kia lại vang lên. Hướng phát ra cũng cùng với hướng của sợi dây cáp. Ba người tiếp tục đi thì gặp một cánh cửa bị khóa cứng. Bên trên là câu đố thứ 5. Trang Gúc bây giờ đã không thể bình tĩnh nữa rồi, liên tiếp la hét, đập mạnh vào cánh cửa. Phía sau cánh cửa đó chính là Mi Ung Ho đang bị trói và treo ngược lên. Căn phòng này cũng là hiện trường của vụ án đầu tiên. Cánh cửa kia thật chất là một cái bẫy, chỉ cần mở ra là lửa sẽ bén ngay với xăng ở dưới sàn và thiêu rụi Mi Ung Ho. Cô giáo Choi đã tìm ra được quy luật của câu đố. Đáp án là 1320, có ý nghĩa là hạng nhất lớp 3, xỉ số 20 người, ám chỉ chính là Ji-won. Rất may, vừa mở cánh cửa thì Ina cũng kịp thời ngăn vụ cháy xảy ra. Cô chạy đến ôm chầm lấy bạn thân của mình. Nhưng Mi Ung Ho sau đó liền bị kéo ngược lên trên trần nhà, người phụ nữ bí ẩn đã chịu lộ diện. Gương mặt cực kỳ ghê rợn, nhìn chừng chừng xuống ba người bên dưới. Rồi Mi Ung Ho đã được bà ấy thả ra, nhưng mà là thả rơi tự do từ trên xuống. Thầy chủ nhiệm lập tức trèo lên đó để tìm hung thủ. Dù bị tấn công từ phía sau nhưng Trang Gúc đã né kịp và dùng dây thừng siết cổ bà ấy. Người phụ nữ này chính là mẹ của nữ sinh đã tự sát Ji-won. Mọi chuyện chấm dứt, nhà trường tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số. Ina không kìm lòng được nên đã đi ra ngoài. Tại đây cô nhìn thấy một quyển sổ. Mở nó ra, bên trong là một tấm hình chụp chung của gia đình Ji-won. Và cha của cô ấy chính là người bảo vệ. Từ đằng sau, Ina bị một bàn tay chụp lấy. Cô ấy bị trói vào ghế, còn người bảo vệ thì bắt đầu nói chuyện với những người đang ở hội trường, muốn mọi người trả lời câu đố cuối cùng. Trước đó, ông ấy đã xả khí ga ra khắp nơi. Máy chiếu bây giờ phát lên một đoạn video tiết lộ sự thật, Ji-won không hề tự sát mà bị sát hại. Hung thủ là một người bên hông có đeo một chiếc chìa khóa. Ông ta muốn mọi người tìm ra tên hung thủ đó, lúc này cũng đang có mặt trong hội trường.
Quay trở về thời điểm khi đó, thầy chủ nhiệm đã nhận tiền hối lộ của gia đình các em học sinh nhà giàu, cũng là những nạn nhân đã bị sát hại, để tiết lộ trước đáp án. Vì vậy mà lần thi đó, Ji-won bị rớt xuống hạng 6, học bổng cũng không thể nhận được. Ji-won biết được chuyện này và đến gặp trực tiếp thầy chủ nhiệm để nói chuyện. Chang-guk bị đồng tiền che mắt nên không đồng ý thay đổi kết quả thi. Ji-won dọa sẽ mang chuyện này lên bộ giáo dục. Lời nói đó khiến Chang-guk mất bình tĩnh và lao đến bóp cổ cô nữ sinh xấu số. Trước khi chết, Ji-won đã kịp thời mở máy quay rồi ném xuống đất mới có được đoạn video minh oan. Ben chính là người đã chứng kiến vụ việc nhưng vì không dám đứng lên tố giác nên mới bị giày vò, lúc nào cũng nhìn thấy hồn ma của Ji-won. Chang-guk lúc này cầm rìu vung về phía mọi người để không bị khống chế. Hắn nói chính phụ huynh mới khiến hắn trở nên như thế. Thì cha của Ji-won từ phía sau ôm lấy anh ta và đâm nhiều nhát vào người, mọi người bỏ chạy tán loạn. Cô giáo Choi nghe thấy tiếng hét của Ina phát ra từ loa đã chạy đến cứu cô ấy. Chỉ còn lại mình cha của Ji-won và Chang-guk ngoài hội trường. Anh ta chỉ có thể nói lời xin lỗi cuối cùng trước khi bị giết chết. Cả một gia đình hạnh phúc bỗng chốc rơi xuống địa ngục chỉ vì đồng tiền và thành tích học tập hư ảo. Bọn đòi nợ nhẫn tâm đến trong lúc đám tang của Ji-won diễn ra. Cha của cô ấy vì trốn nợ mà cũng không dám lộ diện. Sau đó, ông ấy cùng vợ mình đã lên kế hoạch trả thù. Bước đầu tiên là trà trộn vào làm bảo vệ ở đây. Giám thị Lee trước khi chết đã cố gắng ra hiệu, đó chính là chỉ tay về hướng người bảo vệ. Thời gian sau, Ina đến trường học, đúng lúc công bố bảng xếp hạng của kỳ thi mới. Ina là người đứng đầu, nhưng hình ảnh của Ji-won lại lờ mờ xuất hiện cùng lúc. Phải chăng ngay từ đầu, Ji-won cũng có tham gia vào vụ báo thù này? Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại.